dùng cho dịp làm gia sử tại đây. Người ta bảo rằng nhà thờ Tắc Sậy nhỏ tới độ không thể nhỏ hơn được nữa. Đã nhỏ lại còn nằm giữa đồng không môn phải, gần mũi Cà Mau, tận chân trời góc biển, ít ai biết đến. Nhưng thưa anh chị em hãy nhìn ra chung quanh, Tắc Sậy hôm nay đã hoàn toàn khác. Tắc Sậy đã trở thành một tụ điểm hành hương kích cỡ nhất nhì Việt Nam. Tắc Sậy hàng ngày đón tiếp khách thập phương tấp nập chảy về từ mọi nẻo đường đất nước, từ bốn bể năm châu trên hành tinh của chúng ta. Tắc Sậy cũng không còn ở giữa đồng không mong quạnh nữa, không còn là nơi heo hút cuối cùng đất nước nữa. Tắc Sậy ngày nay lúc nào cũng ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Tắc Sậy quả là điểm hẹn nối vòng tay lớn, vòng tay Việt Nam và vòng tay toàn cầu. 16 năm phục vụ Tắc Sậy là 16 năm cha Diệm đã dành trọn cuộc đời cho tha nhân đồng loại. Tất cả mọi người nghèo đều là thân nhân của Ngài. Ngài yêu thương họ tận tình và cho đến tận cùng. Một vài ngày trước khi tử nạn, trước khi Ngài tử nạn, một đoán linh không rõ là Nhật Bản, quân Pháp hay là ai khác đã bắt giữ Ngài cùng với 70 người giáo dân, nhốt họ vào một ngôi nhà tại khúc chéo, chất rơm chung quanh với ý định sẽ đốt cháy tất cả. Thật đáng không phục thay, trong cơn quân bách ấy, cha Diệp yêu quý của chúng ta đã tình nguyện chịu chết để đổi lấy mạng sống cho những người anh chị em cùng bị bắt với Ngài. Càng đáng khâm phục hơn nữa là sau khi khuất núi rồi, từ bên kia thế giới, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương cứu giúp những ai đến với Ngài. Chính vì thế mà Ngài được hàng hàng lớp lớp người tri ân ái mộ. Chính vì thế mà Đức Giáo Mục Giáo Phận và toàn thể cộng đoàn dân Chúa Cần Thơ cũng như tất cả những ai yêu mến Ngài đều nhất trí xin phong thánh cho Ngài. Hầu như không có gia đình công giáo Việt Nam nào, kể cả ở hải ngoại, lại không có hình cha Diệm trên bàn thờ. Mỗi lần hồi hương, người Việt hải ngoại xem ra không an tâm nếu đã chưa về thăm Tắc Sậy. Không phải chỉ có người có đạo mà thôi, cha sở Tắc Sậy Gioan Bautista Nguyễn Thanh Bình cho biết 70% khách hành hương đến đây là người bên lương. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì lúc còn sống, cha Diệm thường giúp đỡ mọi người không phân biệt hương giáo. Bây giờ hiển linh rồi, có vẻ như Ngài còn quan tâm đến người lương hơn nữa. Tôi nghe đồn rằng những người đầu tiên nhận được ơn là của cha Diệm là những người bên lương. Chính những người bên lương đầu tiên đó đã cao rao phép làm của cha Diệm và đã là lý do khởi điểm phát triển trung tâm hành hương này. Thầy của cha Diệm bây giờ bao trùm cả thế giới, bởi vì đi đến đâu trên khắp thế giới cũng có người ngưỡng mộ thần phục Ngài. Chung quanh phần mộ của Ngài, bất kể ngày đêm, lúc nào cũng nghi ngút khói hương, lúc nào cũng râm ran tiếng kinh ngẫu. Ngài không còn nữa, nhưng vẫn luôn là chỗ nương tựa tin cậy cho mọi người chúng ta. Cha Diệm không phải là người ban ơn, bởi vì Ngài cũng chỉ là con người như chúng ta. Nhưng nhờ đã sống đẹp lòng Chúa
đã bám chặt vào Chúa như lời thánh Phêrô trong bài đọc thứ hai hôm nay: gian truân khủng khôn đã không bao giờ làm thay đổi lòng trung thành của Phaolô đối với Chúa Cha Diệm Cũng Thế. Cho nên bây giờ Ngài có thể được trước tòa Chúa để cầu hầu cho chúng ta. Cha Diệm chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng gương sống của Ngài giúp chúng ta tin Chúa hơn. Đó mới thực là mong đợi của Ngài nơi mỗi người chúng ta. Mỗi người một cách, nhưng ai trong chúng ta về đây cũng đang có những mảng đời bại liệt. Chúng ta hãy tin tưởng rằng Chúa cũng sẽ nhận lời bầu cử của cha Francisco Trương Hùng Diệm mà chữa lành mọi thương tật của chúng ta, ban cho chúng ta những gì chúng ta đang ấp ủ nguyện cầu. Lần đầu tiên em xuống cha Diệm, lần đầu tiên thì em nói chung là lần đầu tiên em có xuống miền Tây thôi. Dạ đây là lần đầu tiên em xuống miền Tây, tại em cũng đang đi học dưới miền Tây. Dạ thì lần trước em ở trên thành Sài Gòn thì em cũng chỉ có đi đoạn trong Sài Gòn ra miền Bắc, miền Trung thôi, còn miền Tây thì em chưa có xuống. Dạ hôm nay mới có dịp xuống miền Tây và cũng có dịp lần đầu tiên em cũng xuống để viếng cha Diệm. Em bên đạo công thì là người Công giáo, thì em thứ nhất là tin về tin Chúa, thứ hai nữa là mà cha Diệp á, thì em cũng nghe thấy nhiều phép lạ của cha Diệp rồi, nhưng mà em cũng chưa có dịp mà để em xuống. Thì em cũng nghe thấy có nhiều cô bác nói là cha Diệp linh thiêng, nên em cũng xuống đây để em cầu xin cha Diệp. Không khí ở đây em cảm thấy rất là, thứ nhất là em cảm thấy rất là linh thiêng, với thứ hai nữa em cảm thấy là cái tim của người Việt Nam cũng rất là lớn. Dạ.